Vâng, em xin gửi lời chào đến khán giả đang theo dõi kênh bên em nhé. Hôm nay em lên sóng cho quý vị một cái bộ dàn ghép bộ. Ở đây thì gồm có một cặp loa đài lông và một con âm ni Akai. Đó. Cặp loa đài lông ở đây thì có mã là F07 vậy nhá. Đấy, đài lông F07. Với cái dòng loa của đài lông thì các bác không là lỡ gì đúng không ạ? Đấy, đây thì luộc thuộc cái phân khúc tầm loa chung nhá. Đấy, thuộc phân khúc tầm loa chung. Công suất của loa đạt tới 80W một loa và có trở kháng từng trước là 6 ohm. Đấy, tổng hai loa công suất lên tới 160W quý vị nhá. Đó, rất là lớn đúng không ạ? Loa được trang bị một con bát có kích thước ở đây là 17.5. Đấy, bát rất là kinh khủng. Bát rất là kinh khủng quý vị nhá. Đấy, thuộc phân khúc dòng chung nhưng mà bát rất là lớn. Bát ở đây thì sử dụng công nghệ màng polymer. Đó, kết hợp dạng gân đây là gân xốp nhá. Đấy, tép thì được trang bị mỗi một bên loa là một con tép dạng chép đom. Đấy, màu loa ở đây thì là màu vân gỗ nhìn rất là đẹp. Đấy, màu vàng vân gỗ nhá, nhìn rất là chất chơi. Ok, thì tí em sẽ mời quý vị cùng em thưởng thức một đoạn chất âm để test luôn cái cặp loa này cũng như là con âm ni này luôn nhá. Đấy. Thì với cái sản hai sản phẩm này thì quý vị có tới 3 sự lựa chọn. Đấy. Quý vị có thể lấy loa rời cũng được hoặc là có thể lấy âm ni rời. Nếu trong trường hợp là quý vị nào mà có loa rời rồi hoặc là có âm ni rời rồi. Đấy thì chọn một trong hai. Hoặc là bác nào mà chưa có thì có thể dinh luôn cả cái bộ này về luôn nhá. Đấy về chỉ việc đầu lối vào là nghe thôi. Đấy, rất là đơn giản nhá. Em xin báo giá luôn nhá. Đấy, giá của cặp loa này là 2.790.000. Đấy, còn giá của con âm ni Akai này là 2.850.000. Đấy. Thì bác nào lấy cả cặp thì lấy, mà không thì có thể lấy loa cũng được hoặc là lấy âm ni cũng được nhá. Đấy. Về con âm ni Akai ở đây thì công suất của âm ly đạt tới 165W quý vị nhá. Công suất là 165W. Đấy. Về cái kích thước của âm ly thì rộng là 38.5, sâu là 33.5 và cao là 11.5. Về chức năng thì đây, quý vị có thấy ngay, đấy các cái em xin lỗi chức năng. Các cái cổng đầu vào thế gồm có các cổng như là cổng CD, cổng follow, cổng tuner AUX. Đấy, VCR2 rồi VCR1 DAT. Đấy, tape, nói chung là rất là nhiều cổng để quý vị có lựa chọn. Cái màn hình hiển thị số thì ở bên này nhá. Đó. Đấy, volume cái thứ đây, đấy, chỉnh đây. Đấy, con này thì nó rất là đặc biệt nhá, rất là đặc biệt. Nó chính là nó để cái chế độ số âm. Đấy, nhiều bác ở thông thường mà là để số âm như này. Đây là âm decibel nhá, đây này, nó để cái số âm này. Đấy. Rất là khác biệt so với cả những cái dòng âm ly khác. Đó chính là cái khác biệt của Akai so với những cái dòng thông thường. Âm đi Akai ở đây có mã là M719. Đó, thì bác nào chốt thì alo cho em cái mã này nhá. Đấy, con này thì có cả hai cầu, có A cầu B. Quý vị có thể đánh từng cầu cũng được hoặc có thể đánh một phát chung hai cầu cũng được nhá. Đấy, tùy theo cái kèo của quý vị. Bass đây, đấy, chép đây. Có Lolit này, đấy. Rất là dễ chỉnh nha. Ở bên này có Selection này. Đấy, có chỉnh các cái như CD, Follow, Tuner, AUX này. Đó, rất là nhiều. Bên này có Muting, đấy, ba lăng đây. Đó. CD Direct này. Nói chung là đầy đủ nhá. Con này thì có cả hai hồi gỗ luôn cho quý vị này, đây. Đấy. Hai bên có hai hồi gỗ thì hàng bãi nó về nó hơi bị một chút choi thì cũng đơn giản thôi. Quý vị nào biết mộc thì về xử lý tí xong mà. Đây. Đó, rất là ok nhá. Đấy, đây mặt sau của sản phẩm nhá. Thì em đã ghép đấu lối sẵn rồi. Thì để tí em sẽ mời cùng quý vị cùng em thưởng thức nhá. Đây. Em xin báo giá lại một lần nữa nhá. Cặp loa ở đây là về phần kích thước của loa nhá. Em xin báo đọc cái kích thước luôn này. Kích thước của loa là rộng là 22.5, sâu là 23 và cao của em nó đạt tới 36. Đây là thuộc phân khúc tầm tầm loa chung. Căng kích của hai chiếc còn đầy đủ cho quý vị luôn. Đây, căng kích đây. Đấy, hai chiếc nhá. Rồi, sau đây em sẽ mời quý vị cùng em thưởng thức nhá.
Ok, em xin phép được kết thúc video tại đây nhá. Đấy, xin chào quý vị và hẹn gặp quý vị ở tại những video tiếp theo bên em nhá.